Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày cuối tuần chủ nhật đẹp trời. Cường sẽ chở mẹ và em gái đi một nơi. Đó các bạn đi đâu? Bây giờ là 8 giờ 15 phút sáng các bạn, mới ăn sáng xong. Và Cường sẽ đi Đức Mẹ núi Cúi Dốc Mơ. Hành trình của Cường hôm nay sẽ là 83 km. 83 km các bạn. Cường chưa đến nơi đó bao giờ. Thì để xem hôm nay đi cái đường đó. Đường thì dễ đi các bạn. Đường thì Cường ngắm sơ sơ thì rất đơn giản. Nó đi cái đường hết cao tốc nè. Các bạn nếu mà xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn lên cao tốc. Lên cao tốc xong các bạn xuống hướng quốc lộ 20. Xong sau đó các bạn đi khoảng tầm 20 cây. Nhìn bên tay trái nó có cái đường vào Dốc Mơ. Đi vào khoảng 5 cây nữa là chúng ta sẽ tới Đức Mẹ núi Cúi. Thì chưa biết đến cái nơi đó bao giờ, để xem cái nơi đó như thế nào. Và bây giờ 8 giờ 15 để xem hôm nay đường chủ nhật mình đi cao tốc thì nó có kẹt hay không nha. Nhưng mà Cường đoán là chắc là không kẹt đâu. Thì nếu mà không kẹt theo như Cường tính toán thì nó đi khoảng tầm tiếng rưỡi là tới. Tiếng rưỡi tới bây giờ tạm xuất phát là 8 giờ 15. Cường bắt đầu lên cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi các bạn. Cái con đường cao tốc Long Thành Dầu Dây này hình như là 60 cây, 60 km, 60 hay là 50 ta, để Cường để ý coi. Thật sự là Cường cũng không có nhớ nó. Bây giờ là 76, để Cường đi hết cái cao tốc này nó là bao nhiêu nha. Đường cao tốc thì chạy đơn giản rồi, cứ một đường một thẳng băng thẳng tắp, để ý tốc độ chạy cho đúng là xong, đỡ mất công bị phạt. Hôm nay chủ nhật Cường thấy đường cũng hơi đông đó, nhưng mà chắc nó đông cái khúc này thôi. Cái khúc này, từ khúc này cho đến đường Đỗ Xuân Hợp thôi. Đỗ Xuân Hợp là người ta tẻ bớt rồi, tại vì cái đoạn này là đoạn giao chung á. Còn lên cao tốc thì chắc Cường nghĩ nó sẽ đỡ hơn, tại vì hôm nay là chủ nhật mà vừa mới sau Tết thì chắc người ta đi chơi hết rồi. Nay chắc người ta cũng không đi lại nữa. Cường xuất phát là 8 giờ 15 mà bây giờ là 8 giờ 50. Và mình đã đi được 35 phút. 35 phút mà Cường vừa mới qua cái nút giao quốc lộ 51 các bạn. Cao tốc Long Thành Dầu Dây giao lại quốc lộ 51. 76 mà trừ cho 54 là 22 km. 76 trừ 54 đoạn bắt đầu vô cao tốc từ Mai Chí Thọ vô quốc lộ 51. Đến đây là 22 cây. 2 cây với lại chạy trong nội thành cũng phải 4 cây nữa. 4 cây số nó là 26 cây số. Bây giờ qua cái đoạn quốc lộ 51 rồi các bạn, là các bạn sẽ thấy nó thoáng hơn nhiều, đường đi rất là thoáng.
Ok, bây giờ là 9:22. Cường vừa mới thoát khỏi cao tốc và xuống quốc lộ 20. Thì cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn cứ đi hết cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn tốn hết 98.000. Sau đó các bạn đi cái hướng quốc lộ 20. Các bạn đi từ, nếu mà từ cái chỗ cao tốc lên quốc lộ 20 là hồi nãy Cường để ý là 10, hết cao tốc mà lên quốc lộ 20 thì nó khoảng tầm 20 các bạn, 21 km. Tức là vừa hai cao tốc các bạn đi đến Đức Mẹ Núi Cúi là còn 21 km. Các bạn đi theo hướng quốc lộ 20 nha. Thì để xem đến bao nhiêu km thì các mình sẽ quẹo trái vô cái suối Mơ để mình vô Đức Mẹ Núi Cúi. Thì từ vô Đức Mẹ Núi Cúi nó khoảng tầm 3-4 cây số nữa thôi. Thì Cường sẽ quay cho các bạn cái hành trình đi ở đó nó sẽ như thế nào, nó có đẹp hay không. Còn về cái hành trình thì nếu mà từ Sài Gòn đi hết cao tốc đi đến quốc lộ 20, đi cái hướng quốc lộ 20, đừng đi hướng Phan Thiết nha, là các bạn sẽ đi một cái nhánh khác. Còn đi các bạn đi quốc lộ 20, đi cái hướng đi Đà Lạt đó các bạn. Đó, thì mình cứ di chuyển theo quốc lộ 20, cái mình sẽ thấy ở bên tay trái là nó có cái dốc suối Mơ, thì mình sẽ quẹo vào đó. Thì tí nữa đến cái đoạn đó mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, các bạn để bên tay trái này, trước mặt này sẽ có một cái đường đi vào Đức Mẹ Núi Cúi. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem từ cái khúc ở ngoài đường đi vô trong nó sẽ như thế nào nha. Đó, các bạn thấy không? Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Chà, này đồng ạ. Đó, quẹo vô các bạn. Bên phải là cái cây xăng Tín Nghĩa, bên trái sẽ là con đường đi vô Đức Mẹ Núi Cúi. Đó, cho các bạn dễ hình dung cái con đường nó vô nó sẽ như thế nào. Đó, mình thấy thì đi vô nó khoảng tầm 2 cây số nữa. Thì tức là từ cái đoạn mà vừa hết cao tốc Long Thành Dầu Dây đến cái đoạn để mà quẹo trái vô á, thì nó khoảng 19 cây số nha các bạn. 19 km. Đó, các bạn canh đường đi cho nó dễ. Hết cao tốc Long Thành Dầu Dây, qua bên này bắt đầu quẹo trái vô là 19 cây số. Từ ngoài này mình thấy đi vô nó đâu đó khoảng tầm 2 cây nữa. Đó, để mình quay cái hành trình cho các bạn xem nó như thế nào. Đây vẫn Đồng Nai à cậu? Đồng Nai. Ồ, trước mặt là mình thấy cái hồ Trị An này đó các bạn. Các bạn thấy không? Thấy hồ Trị An không? Đó, mình sẽ quay lại full hành trình cho các bạn xem. Bên phải là Đức Mẹ Núi Cúi rồi các bạn. Xuống đi bộ bớt leo lên.
số L và bật luôn cả audio. Khi mà các bạn về số L và các bạn bật luôn cả audio là chiếc xe ECU nó sẽ hiểu rằng là chiếc xe lúc này đang cần full tải. Đó. Còn tua máy lúc này thì 3.000 các bạn. Nói chung là cũng không có gì ghê gớm lắm. Tại vì Ford EcoSport nó quá khỏe đi. Chưa thể làm khó EcoSport được các bạn. Này không biết để xe ở đâu. Đây này có bãi gửi xe nè. Để xe tha hồ luôn. Tới rồi các bạn. Đây, Ford EcoSport đã hoàn thành chinh phục. Nói chung cái đường đó nó cũng dễ đó các bạn, nó cũng không gì phức tạp lắm đâu. Dễ đi, xe bình thường đi cũng được. Còn Ford EcoSport thì gầm cao, máy khỏe, chưa thể làm khó được Ford EcoSport. Ok, bây giờ Cường sẽ đi lên trên này để tham quan nha. Này đi đóng các bạn. Ủa, Camry nó lên mặt căn năng lắc sực đẹp ghê ha. Thấy không các bạn, thấy Camry gầm nó thấp vậy nó còn lên được. Coi trên mạng, coi trên video thì thấy nó ghê gớm. Nó lên như này thấy bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ lên Đức Mẹ để mình cầu nguyện cho một năm 2022 mọi sự được bình an thuận lợi.
dẫn đường, mấy anh hướng dẫn đậu xe ở đây rất là dễ thương luôn các bạn, rất là tận tình á. Okay, mình sẽ leo lên trên luôn nha, leo lên trên đỉnh luôn. Lên trên đỉnh rất là đẹp, lên trên đỉnh nhìn xuống cao rất là đẹp. Đi mẹ lên, đi đường này hả? Người ta đang xây các bạn, mọi thứ đang rất là ngổn ngang. Bên này là hồ Trị An này các bạn. Qua cho bạn xem hồ Trị An. Hồ Trị An bự lắm, các bạn nhìn không thấy bờ bên kia luôn á. Người ta đang cầu nguyện rất là nhiều các bạn. Đông nha, hôm nay chủ nhật đi đông nha, như biển luôn các bạn. Hồ Trị An mà nhìn nó như biển luôn á. Đó, bên kia rất là rộng lắm. Thôi mình tiếp tục mình đi lên. Nãy mình quên đội cái nón rồi. Nắng quá, nắng chói chang luôn. Thôi mình đi lên đây. Rồi đâu hết rồi. Một nắp. Các bạn thấy hồ Trị An không? Rộng lắm, trời rộng luôn. Hãy subscribe.
Mình lên tới đỉnh rồi đó các bạn. Đức mẹ nè. Các bạn cho mình một phút để mình cầu nguyện nhé. Mình được lên trên vuốt chân mẹ rồi các bạn, cầu nguyện rồi. Trên nó rất là đông cho nên là xong là mình đi xuống nhường lại chỗ cho những người khác và an toàn các bạn. Lỡ dịch Covid cũng nguy hiểm đúng không? Ok, bây giờ mình đi xuống thôi. Đi xuống. Hồ Trị An. Giờ mình mới được nhìn cái Hồ Trị An từ trên cao đó các bạn. Ở Đồng Nai mà biết Hồ Trị An thôi chứ chưa bao giờ nhìn Hồ Trị An từ trên cao. Nước rất là xanh luôn. Quá đẹp. Thôi đi xuống. Xuất phát trở lại Sài Gòn. Mình sẽ quay cái đoạn đi xuống cho bạn xem nha. Đó, các bạn thấy Đức Mẹ Nội Cố trước mặt nào. Đi là hết tầm 1 tiếng 45 phút là tới đây. Thì cái này nếu mà các bạn ở Sài Gòn các bạn đi cũng nhanh thôi. Cứ cho đi 2 tiếng về 2 tiếng đi. Ở đây tầm 30 phút à. Và tầm 4 tiếng rưỡi 5 tiếng là các bạn gói gọn 5 tiếng là đi được. À, bây giờ xuống dốc. Xe rồi. Xe máy để trong này rồi đó. Ủa, ngon ạ. À.
Này đi xe máy ngon ạ. Đi xe máy nắng lắm, bụi nữa. Ở đây gửi xe không mất tiền á. Phúc Phương à, cái xe khách Phúc Phương nhìn nó thì gớm với trời. À, nhìn nó bung cái cẳng trước rồi, bung cẳng sau luôn. Rồi xe chạy nguy hiểm quá. Xe này chắc phải tầm 20 năm rồi. Nó không tới đúng không? Mà sao nó tàn quá vậy? Cái đoạn đường xuống dốc mà nó chậm kiểu này là chỉ có nước rào phanh thôi các bạn. Tại vì các bạn hỗ trợ đổ đèo, mấy cái tính năng hỗ trợ đổ đèo ở đây thua. Tại vì mấy cái tính năng đó thì nó phải có vận tốc một xíu thì nó mới phanh động cơ được. Và bây giờ mình cứ bò 10 km/h, vòng tua nó còn không quá nổ 1.000 vòng, không có đủ cái lực máy để nó ghì cái xe lại. Rồi xong hết dốc đi về, còn một con dốc nữa.
xong ra đường nhựa rồi các bạn. Ok, video của Cường sẽ kết thúc tại đây ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.